Kính chào quý vị khán thính giả. Chuyến xe du lịch của chúng ta hôm nay sẽ đến với một tỉnh có rất nhiều thác nước hùng vĩ và rất đẹp. Đấy chính là tỉnh Đắk Nông. Đắk Nông là một tỉnh ở Nam Trung Bộ Việt Nam, được tách ra từ 6 huyện phía Nam tỉnh Đắk Lắk năm 2004. Phía Bắc tỉnh Đắk Nông giáp Đắk Lắk, phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây giáp tỉnh Bình Phước và Campuchia. Đắk Nông có một thành phố và 7 huyện. Thành phố Gia Nghĩa, huyện Đắk Di Long, huyện Đắk Rớp, Đắk Lớp, huyện Krông Nô, huyện Cư Rút, huyện Đắk Min, huyện Đắk Song, huyện Tuy Đức. Diện tích là 6.509,29 km2, dân số là 622.168 người, chưa được 1 triệu dân. Dân tộc có dân tộc Kinh, Ê Đê, Nùng, Mơ Nông, Tày. Về danh thắng du lịch, đầu tiên chúng ta sẽ đến với thác Drei Nui. Vị trí thác Drei Nui là thác trung nguồn nằm trong hệ thống ba thác Gia Long, Drei Nui, Drei Sáp của sông Serepok, tỉnh Đắk Nông. Đặc điểm thác Drei Nui là ngọn thác lớn nhất Tây Nguyên. Thác Drei Nui được là sự kết hợp giữa hai dòng sông, sông Krông Anna và sông Krông Nô. Hai dòng sông hòa trộn cuốn quýt bên nhau tạo thành dòng Serepok huyền thoại ở Tây Nguyên. Thác Drei Nui Nu có nghĩa là có chiều dài trên 250m, chiều cao trên 30m, nối liền đôi bờ hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Nếu du khách muốn sự yên bình, không gian tĩnh lặng thì du khách hãy đến với thác Drei Nui vào mùa khô, không ồn ào náo nhiệt bởi dòng thác dữ dội vào mùa mưa. Những tháng mùa khô ở thác Drei Nui là đẹp nhất, đó là lúc du khách hòa mình vào những dòng thác trắng bạc đầu đổ xuống làn nước xanh như ngọc. Vào mùa khô, thác Drei Nui như chia ra làm nhiều nhánh nhỏ như những suối tóc bao quanh một nhánh chính. Dưới chân thác là những nhánh sông chảy êm đềm, uốn quanh các tảng đá. Nước nông và xanh trong, du khách có thể nhìn thấy những đàn cá bơi lội hòa mình vào làn nước mát lành. Một cảm giác thú vị khác cho những ai đến với thác Drei Nui là cảm giác được đi trên chiếc cầu treo cao và dài. Khi đứng trên đây, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh sắc của núi rừng, sông nước và thác Drei Nui vào mùa khô. Thác Drei Nui là một địa điểm lý tưởng cho những ai muốn khám phá thiên nhiên hoang sơ và bí ẩn của vùng đất cao nguyên đầy nắng và gió. Cũng là nơi thích hợp cho những cuộc dã ngoại tập thể, cắm trại, nướng thịt, thưởng thức những đặc sản nơi đây. Chúng ta lại đến một thác nước nữa. Thác Ba Tầng, vị trí thuộc huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 8 km theo quốc lộ 14 ngược hướng về Buôn Mê Thuột. Quanh thác Ba Tầng có nhiều cây cổ thụ và bãi đất rộng bằng phẳng, thoáng mát cho du khách cắm trại thư giãn khi đến thăm thắng cảnh này. Người ta gọi là thác Ba Tầng bởi vì khi nước suối chảy đến đây phải qua ba tầng thác mới đến lòng suối nằm ở phía dưới. Ba tầng thác này nằm nối tiếp nhau trên một chiều dài khoảng 40m. Tầng thứ nhất không cao lắm, nước từ các tảng đá rơi xuống lòng thác từ độ cao 1,5m. Cách tầng thác thứ nhất chừng 20m là tầng thác thứ hai. Ở tầng thác này, dòng nước suối xanh trong sau khi len lỏi giữa những tảng đá nằm kề nhau và từ độ cao khoảng 2m đã tràn xuống phía dưới tung bọt trắng xóa. Thác thứ ba là thác lớn nhất và là thác chính của cụm thác Ba Tầng. Ngọn thác chính này cao hơn 20m, ngày đêm ầm ầm chảy giữa khung cảnh yên ắng của núi rừng và đổ tràn về hai bên bờ suối. Ở đây dòng suối khá rộng, ven hồ có nhiều cây cao tỏa bóng mát để du khách có thể ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh dòng suối. Nước tuôn trào từ trên cao xuống trong âm vang của thác reo. Đứng dưới nhìn lên, du khách có thể nhìn thấy hơi nước tỏa bay ra xung quanh như một lớp sương mù bao phủ. Điểm đến tiếp theo là thác Trinh Nữ. Vị trí cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 25 km về phía tây nam. Thác Trinh Nữ là một trong những địa điểm thu hút khách thập phương đến đây du ngoạn, ngắm cảnh nhiều nhất. Trước khi hòa mình vào dòng sông Serepok cuồn cuộn chảy, nhánh sông Krông Nô còn phải vượt qua những dãy đá lởm chởm xếp chồng lên nhau muôn hình muôn vẻ. Thế nhưng lực cản cuối cùng của đó đã tạo ra một thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn và có một cái tên vô cùng thơ mộng, thác Trinh Nữ. Tương truyền sở dĩ ngọn thác có cái tên đầy quyến rũ này là do bắt đầu từ một câu chuyện khá buồn. Một cô gái đang tuổi xuân thì do trắc trở chuyện tình
tình duyên, đã tìm đến ngọn thác và quyết định gửi thân mình vào dòng nước bạc trắng xóa để quên đi nỗi đau khổ và như để tỏ lòng trắc ẩn cảm thương cô gái xấu số kia. Cái tên Trinh Lữ đã được người đời đặt cho ngọn thác. Theo những con đường uốn lượn bậc cấp bằng đá, du khách có thể đi dọc theo dòng nước chảy của thác để ngắm cảnh nước non đang hòa quyện vào nhau. Khi có nhu cầu nghỉ ngơi, du khách có thể quây quần thoải mái dưới những chiếc chòi mái lá trong một khung cảnh hòa hợp với thiên nhiên. Nếu du khách muốn lưu lại để ngắm cảnh núi rừng, thác nước về đêm thì đã có những căn hộ cho nhỏ mang dáng dấp ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên dựng bên cạnh. Chúng ta đến với thác Diệu Thanh. Thác Liêng Lung hay còn gọi là thác Diệu Thanh nằm cách thị trấn Nhân Cơ, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông chừng 5 km. Đặc điểm, thác có dòng nước đổ từ trên cao hơn 30 m chảy xuống cùng với nhiều thác nước nhỏ khác nhau tung bọt trắng xóa cả một vùng. Mặt nước dưới chân thác có vô số hòn đá to nhỏ nhấp nhô chặn dòng nước lại, tạo thành hàng trăm dòng chảy nhỏ men theo con đường mòn uốn lượn dẫn lên đỉnh thác. Du khách được chiêm ngưỡng những cảnh núi rừng trùng điệp, tiếng chim hót và tiếng gầm vang của các dòng thác tuôn trào xuống vực sâu. Nếu đứng từ chân thác nhìn lên đỉnh, du khách như lạc vào hư ảo bồng lai. Dưới chân thác là một khoảng không mênh mông nước đó đây nổi lên nhiều mô đá nhấp nhô tạo thành hàng trăm dòng chảy ra nhiều hướng. Ở đây du khách có thể nghỉ ngơi thư giãn ngay dưới những bóng cây cổ thụ xum xuê cành lá. Nơi chân thác còn có buôn làng người Mân Ông, người Mạ vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống. Vào những ngày lễ hội, chân thác còn là nơi trình diễn cồng chiêng và múa hát. Đây cũng là dịp để du khách được mời tham gia lễ hội cùng với dân làng. Điểm đến tiếp theo là thác Drei Sáp. Thác Drei Sáp còn có tên gọi nữa là thác Trồng thuộc xã Nam Hà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, là một thác nước trên dòng sông Serepok cách thành phố Buôn Mê Thuột chừng 30 km về hướng Nam. Drei Sáp là một hệ thống gồm 3 thác ngoạn mục. Dòng sông Serepok từ thượng nguồn đổ về tới nơi đây chia làm 3 tầng. Trước đây du khách thường chỉ đến đầu thác đầu tiên. Sau khi đưa xuống được các bậc cấp đá, vào mùa mưa thác đổ dữ dội, bụi nước bắn tung lên lan rộng cả một vùng đến ngàn mét vuông. Ngày nay Drei Sáp trở thành điểm tham quan du lịch ở Tây Nguyên, bất cứ các tour du lịch về Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột đều ghé lại đây nghỉ ngơi. Dân cao nguyên thường có câu nói, nếu ai đã đặt chân lên cao nguyên mà chưa ghé thăm thác Drei Sáp thì xem như chưa đến nơi đây. Địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ đến là thác Đắk Búp Xô. Dòng thác Đắk Búp Xô hiền hòa bắt nguồn từ khu vực hồ thôn 2, xã Đắk Búp Xô hòa cùng với nguồn nước từ các khe suối khác chảy qua thung lũng xen những ngọn đồi. Đặc điểm nổi bật, nằm trong khuôn viên với tổng diện tích 102,9 hecta, thác rộng 8 m và có một tầng với lượng nước chảy ổn định quanh năm từ độ cao 50 m. Dòng thác như tấm lụa trắng say mê thả hồn trong gió tung bay giữa núi rừng, tạo lên bức tranh thiên nhiên đầy thi vị và làm lưu luyến lòng du khách mỗi khi ghé thăm. Dưới chân thác có nhiều bãi đất bằng phẳng và rộng được bao bọc bởi những loại cây gỗ to lớn, đã tạo nên không gian mát mẻ tĩnh lặng cho du khách nghỉ ngơi hay cắm trại để thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hữu tình mà để quên đi những mệt nhọc của đời. Chúng ta sẽ không đến thác nước nữa, chúng ta sẽ đến với một hồ nước, hồ Ea Snow, thắng cảnh hữu tình. Hồ Ea Snow là một hồ nước tự nhiên có phong cảnh sơn thủy hữu tình, còn hoang sơ tọa lạc trên vùng đất thuộc xã Đắk Rồ, huyện Krông Nô, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 125 km về hướng đi thành phố Buôn Mê Thuột. Thắng cảnh được thiên nhiên hào phóng ban tặng này luôn gắn liền với những truyền thuyết dân gian, với tâm tư tình cảm, phong tục tập quán và những phong tập tục của cư dân nơi đây. Hồ Ea Snow là một thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú, có diện tích mặt hồ hơn 80 hecta. Đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống, mặt hồ tự tựa trước gương bạc khổng lồ lấp lánh, được viền quanh bởi dải hoa văn là những ngọn đồi nhấp nhô, lại được điểm tô bởi màu xanh của núi rừng hùng vĩ. Xung quanh bờ hồ là những cánh rừng đặc dụng với nhiều loại cây, loài thú quý hiếm, rắn ba ba, khỉ, nai, heo rừng, chăn. Nhờ diện tích mặt hồ rộng lên, hồ Ea Snow có một hệ thống sinh thái rất phong phú và đa dạng, với các loài động vật như tôm, tép, cua, cá, ốc, ba ba. Khi đến đây, du khách sẽ được du thuyền trên mặt hồ để thưởng lãm cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng, thả hồn theo làn gió mát rượi để xua tan những lo toan vướng bận. Ngoài ra, du khách cũng có thể thể du thuyền từ cửa hồ này ra sông Krông Nô rồi xuôi về bên trái để xuống thác Drei Sáp, hay ngược dòng để lên buôn
Choa thăm quê hương của người tù trưởng Nơ Trang Rút. Thú vị hơn là du khách có thể theo dòng Kromno qua dòng Kromna để về Hồ Lắc hay đến vùng Ea Rbin. Và ngoài việc du ngoạn cảnh hồ, du khách còn có thể tham quan các buôn làng, buôn Oi, buôn Choa, buôn Leng, nơi lưu giữ nhiều truyền thuyết về Ea Snow. Chúng ta lại phải đi đến thác nước rồi. Thác Đắk Grun, nàng tiên giữa đại ngàn Đắk Nông. Thác Đắk Grun nằm trên dòng suối Đắk Rtít, thuộc thôn 5 xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cách thị xã Gia Nghĩa, cách thành phố Gia Nghĩa của tỉnh này khoảng 60 km. Để tới thác Đắk Grun từ thị xã Gia Nghĩa theo quốc lộ 14 đi đến thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lấp, rẽ phải đi thêm khoảng 35 km. Du khách di chuyển theo tỉnh lộ 6 đi ra xã Đắk Blue Shore đến ngã ba bãi 2, rẽ trái khoảng 2 km là đến đường nội bộ dẫn xuống thác. Thác Đắk Glun hiện ra tượng một bức tranh thủy mặc huyền ảo. Nước bắt nguồn từ một dòng suối nhỏ gập ghềnh rồi đổ xuống bên dưới từ độ cao hơn 50 m. Bọt nước tung trắng xóa, hơi nước như những hạt mưa phùn lan tỏa ra xung quanh làm mọi thứ trở nên lung linh. Đặc biệt là thảm thực vật xanh mướt phía trong chân thác, nhìn tổng thể thác như một mái tóc dài của một cô gái xinh đẹp còn vẹn nguyên nét mộc mạc thơ ngây. Đến với Đắk Glun là đến với cảnh non nước hữu tình. Bên trên dòng thác là những khối đá lớn và bằng phẳng tựa những tấm thảm trải rộng, phía dưới chân thác là những mô đá lớn nhỏ nhấp nhô với muôn vàn dáng vắng dáng vẻ tựa những vũ khúc điệu đàn. Khi mặt trời lên, những bụi nước lóng lánh làm thành những chiếc cầu vồng lúc ẩn lúc hiện. Thác Đắk Glun được bao bọc bởi 1.000 hecta rừng đặc dụng, nên hệ sinh thái ở thác rất đa dạng và phong phú. Bao bọc và xung quanh các thác là các loại cây có tán rộng và những bụi le rừng mát mẻ. Nơi đây còn có những bãi đất rộng và bằng phẳng để lưu du khách có thể cắm trại nghỉ qua đêm hay để thưởng ngoạn mặt trời lên. Thác Đắk Glun quyến rũ là thế, nhưng du khách cũng đừng quên đến buôn Di Riêng Gia Nghĩa để trải nghiệm cuộc sống nơi đây. Đêm về mùi nếp mới với thịt nướng thơm lừng tỏa ra từ ngôi nhà làng. Phía trước sân, đống lửa bắt đầu cháy bùng lên sau khi già làng hoàn tất phần nghi thức mở hội trong tiếng cồng chiêng rộn rã trầm hùng. Chúng ta đến điểm tiếp theo là khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng. Từ thành phố Gia Nghĩa theo quốc lộ 28 khoảng 50 km đến địa phận xã Đắk Som là đến khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, nơi đang chứa đựng nhiều điều kỳ thú hấp dẫn, đa dạng các loại động thực vật. Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng có diện tích khoảng 21.307 hecta với lớp thảm thực vật rộng lớn, tỷ lệ độ che phủ rừng vùng lõi của khu vực bảo tồn chiếm 85%. Trong đó rừng nguyên sinh chiếm 48%, rừng thứ sinh các loại chiếm 36%. Vì vậy nơi đây có sự đa dạng sinh học rất lớn, là nơi sống của trên 1.000 loài động thực vật. Theo kết quả điều tra của Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển Trường Đại học Nông Lâm Việt Nam thì nơi đây có đến 1.406 loài thực vật bậc cao thuộc 760 chi và 192 họ của 6 ngành thực vật khác nhau, trong đó có 69 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Đặc biệt có 5 loài được xếp ở cấp CR trong sách đỏ Việt Nam như hổ, báo, hoa mai, chăn mốc, chăn gấm, rắn hổ chúa và một số loài được ưu tiên bảo tồn cao, được thế giới đặc biệt quan tâm như trà vá chân đen, vượn má hung, cu ly nhỏ. Nhiều thắng cảnh quan kỳ thú, không chỉ là nơi có nhiều loài động thực vật mà khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng còn có vị trí địa lý đặc biệt với cảnh quan môi trường tươi đẹp. Trong đó đầu tiên phải kể đến việc là Tà Đùng nằm ở khu vực thượng nguồn của dòng hệ thống sông Đồng Nai, có các dự án thủy điện Đồng Nai 3-4 đang hoạt động đã tạo ra những hồ nước có diện tích khoảng 3.632 hecta mặt nước và hình thành lên 47 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, trong đó có một số đảo có diện tích khá lớn, thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái trên đảo. Đi vào sâu bên trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng sẽ gặp các dòng suối Đắk Nờ Teng, Đắk Plao chảy qua tạo thành những ngọn thác hết sức hấp dẫn kỳ bí như thác Đắk Plao, thác Bảy Tầng, thác Mặt Trời, thác Đi Ne
Klan. Trên hành trình đến thác, du khách còn phải vượt qua những tảng đá lớn và nhiều cây cổ thụ thì mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của thác. Khi đứng trên cao nhìn xuống những sườn dốc là buôn làng của người đồng bào các xã Đắk Plao, Đắk Rờ Măng, Đắk Sọng Som nằm thấp thoáng trong mây. Với tiềm năng về tự nhiên và văn hóa độc đáo như vậy, lên khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng đã được tỉnh quy hoạch thành khu du lịch sinh thái tham quan nghỉ dưỡng với những chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc như vui chơi giải trí, hồ đảo, vui chơi giải trí, cụm thác nước tán rừng, du lịch thể thao mạo hiểm, dã ngoại nghiên cứu hệ sinh thái nguyên sinh, du lịch tín ngưỡng. Ở Đắk Nông cũng có Hồ Tây. Hồ Tây, điểm du lịch hấp dẫn tại thị trấn Đắk Min. Du khách sẽ có dịp về Đắk Min. Du khách hãy ghé thăm Hồ Tây ở ngay trung tâm thị trấn. Hồ Tây Đắk Min có diện tích khoảng 40 hecta. Từ trung tâm huyện, một vùng lòng hồ rộng chảy dài theo hướng Tây khoảng 2 km. Hồ bắt đầu chia thành hai nhánh, chạy dài theo quốc lộ 14, ôm bọc lấy quả đồi cà phê, đẹp như một ốc đảo. Những con đường sinh thái mát mẻ, rộng dài chạy quanh hồ. Với làn nước trong xanh, Hồ Tây như một chiếc máy điều hòa khổng lồ, giúp thanh lọc không khí trong lành cho cả một vùng đô thị. Sau mỗi cơn mưa chiều, Hồ Tây như được thay áo mới, thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng làm nao lòng du khách. Hồ Tây còn là nơi cung cấp một lượng nước sạch rất lớn cho cả huyện và là nguồn lợi lớn về thủy sản. Đêm đêm những ngọn đèn đánh bắt tôm cá cùng với những ngọn đèn hoa đang lấp lánh vây kín vùng hồ trông rất đẹp. Đến với Đắk Nông, chúng ta sẽ được thưởng thức một số sản vật như sau: hồ tiêu, cháo nấm đất, lợn sóc, trái cây Đắk Min, măng chua rừng. Kính thưa quý vị khán thính giả, chuyến xe du lịch đến tỉnh Đắk Nông của chúng ta hôm nay tạm kết thúc tại đây. Tài xế kiêm chỉ trỏ viên Hà Nguyễn xin quý vị khán thính giả thông cảm vì những tỉnh này có những từ địa phương rất khó đọc nên trong quá trình chỉ trỏ có gì sai sót mong quý vị khán thính giả bỏ qua. Ngày mai chúng ta sẽ đến với một tỉnh cũng thuộc vùng khu vực đó, đấy là tỉnh Gia Lai. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào ngày mai.